Nhà ở là nơi sống cả đời để gắn bó với những người thân thương. Vì vậy, một không gian sống đáp ứng được những yêu cầu và thói quen sinh hoạt cho tất cả các thành viên trong gia đình là điều mà nhiều gia chủ hướng tới. Tân Á giới thiệu đến các bạn mẫu nhà vườn mái Nhật hiện đại siêu đẹp tại Vũng Tàu được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Long ngay dưới đây. Để gia chủ có thể hình dung rõ nhất về ngôi nhà trong tương lai của mình, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những chi tiết thiết kế 3D của mẫu nhà vườn mái Nhật. Từ chính diện mặt tiền, bạn sẽ thấy được nét hiện đại từ cách phối màu kết hợp với các vật liệu trang trí khác. Về công trình chính, đây là một mẫu nhà mang phong cách tân cổ điển nhẹ nhàng, bên trên là hệ mái Nhật. Màu sơn được chọn ở công trình này là màu trắng sứ nhẹ nhàng, kết hợp với màu nâu ấm áp ở vị trí giáp gần chân tường, cùng với những đường kẻ chỉ âm tường chạy dọc xung quanh tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Ở vị trí chân tường được ốp đá trẻ lịch lãm sang trọng. Cột trụ của mặt tiền vuông vức và chắc chắn, nâng đỡ hệ mái sảnh bên trên. Cột được trang trí bằng những đường kẻ tinh tế màu nâu, chân cột được sơn giả đá màu vàng đồng sang trọng. Với thiết kế bậc tam cấp, đá granite màu đen vân mây được sử dụng cho vị trí này. Đối với khu vực sảnh phụ của công trình được thiết kế đơn giản. Với thiết kế của Tân Á, chúng tôi luôn đề cao ánh sáng và nguồn không khí tự nhiên nên được bố trí rất nhiều cửa sổ. Toàn bộ các hệ cửa đều được xử lý bằng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính cường lực. Hệ thống cổng được thiết kế sang trọng và cổ điển và chắc chắn. Quanh tường rào đặc biệt được bố trí khu trồng cây cảnh nên gia chủ có thể mang không gian xanh vào trong nhà. Điều này giúp không gian sống luôn có một nguồn năng lượng tích cực, một bầu không khí trong lành nhất. Bước vào bên trong, sân vườn được lát bằng gạch chống trơn, dọc theo tường rào là nơi trồng cây hoa. Chúng tôi cũng khai thác bồn hoa quanh ngôi nhà, mang đến điểm nhấn và khoảng xanh cho ngôi nhà hơn. Hệ thống cổng được thiết kế sang trọng và cổ điển chắc chắn. Quanh tường rào được bố trí rất nhiều cây cảnh. Điều này giúp không gian sống của gia đình luôn mang một năng lượng tích cực, một bầu không khí trong lành nhất. Trước khi đến với mặt bằng kiến trúc công trình, thì xin mời các bạn cùng ghé thăm kênh YouTube cũng như website của nhà đẹp Tân Á các bạn nhé. Ở kênh YouTube chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp, từ nhà phố, nhà vườn, nhà biệt thự, villa. Bên cạnh đó cũng có những video quay lại quá trình thực tế thi công và thiết kế một ngôi nhà để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh, theo dõi cũng như là ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà chúng tôi đã phát sóng các bạn nhé. Bên cạnh đó thì website có tên miền là nhà đẹp Tân Á.vn. Ở đây chúng tôi trưng bày rất nhiều mẫu nhà đẹp từ miền Trung ra tới miền Bắc và cho tới vào tận miền Nam nữa. Bích Nga hy vọng rằng kênh YouTube nhà đẹp Tân Á và website nhà đẹp Tân Á.vn là một kho tàng kiến thức để giúp cho quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những mẫu nhà phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của tất cả các thành viên trong gia đình các bạn nhé. Hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy là mặt bằng định vị phong thủy căn nhà của gia đình anh Long đã được đội ngũ kiến trúc sư Tân Á phác thảo nên. Được biết anh Long sinh năm 1985, hướng tốt để xây nhà là hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây. Chúng tôi cũng đã phác thảo mặt bằng định vị khu đất để các bạn có cái nhìn cụ thể và rõ nét hơn. Còn bây giờ là mặt bằng kiến trúc của công trình. Với mặt tiền rộng 8,5m và chiều sâu là 14,5m, căn nhà của gia đình anh Long được bố trí một phòng khách với diện tích 25,2m2, một phòng thờ 8,8m2, một phòng bếp với diện tích 11,6m2, ba phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,8m2, 11,3m2 và phòng ngủ còn lại với diện tích 10m2. Ngoài ra, khu vực vệ sinh chung ở cuối nhà với diện tích 4,1m2 và một sân rửa 4,7m2. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà cấp 4 được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Long tại Vũng Tàu. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một ý tưởng cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.